lỗi mọi người vì sự trễ nải. Nói sao chung, vậy? Cái đường hẻm nó hơi hẹp nên mình phải luồn lách làm sao cho đừng đụng vào cảnh trí. Tôi sợ là bạn bị kẹt ở trong luôn á tiền. Thì đó, thành thử ra là tôi nghĩ rằng là tôi phải nên ốm lại một chút. Không, nói thiệt nha. Có bao giờ tiền nghĩ Tuyền mập với cái tên của mình là một diễn viên, một nghệ sĩ hài rất là được nổi tiếng, yêu thích. Không biết là sau này Tuyền có muốn giảm cân thành hũ đằng không? À, cái đó là một cái điều không được mọi người ạ. Thí dụ như là săn chắc thon gọn hơn một tí thì có lẽ là được. Dạ. Nhưng còn được như hũ đằng thì chắc có lẽ là chỉ trong mơ. Chỉ trong mơ. À, anh nghĩ là đây là Tuyền mập thì đang ốm thì hợp lý hơn, nghe nó có một sự đối lập á. Không, không biết là mình hay là đang mập. À, đang mập. Thì đúng rồi, mình đang mập, nhiều khi người ta nghe lộn, người ta đứng là cái đang mập, nước đang mập. À, cũng được, cũng được. Một cái tên khá đẹp. Vâng. Nhưng mà đó không phải là tên của đội mình. À, vậy thì tên đội mình là gì ạ? Ngày hôm nay mình tham gia một chương trình game về giao thông thì đương nhiên mình phải đặt tên có liên quan tới giao thông. Đúng, bên đây là đội, chờ một xíu, chút về, bên đây thì như thế nào? Đủ tải. Đủ tải có nghĩa là cái xe đó là đủ cái sự an toàn để tải cái trọng lượng ở phía trên. Em nghĩ đó là ước mơ của chị thôi. Không, chị luôn trong tình trạng quá tải. Mình phải có cái câu khẩu hiệu slogan cho đội của mình đúng không? Và thông điệp nữa về an toàn giao thông, xin mời. Bên đây là tuổi trẻ nói không với tai nạn giao thông. Tuổi trẻ nói không với tai nạn giao thông. Đúng. Tai nạn giao thông cũng đừng long nhong ghé qua tuổi trẻ. Trời ớt ơi. Miễn này miễn gì ta? Dấu chấm than, hoang mang cuộc đời. Cái miễn này khó nè, thiệt luôn á. Em biết miễn này miễn gì không? Dạ. Cảm ơn, đây là một biển báo chị. Ừ, cảm ơn em. Gợi ý như không. Có một chữ khác đó trong biển báo này nha Tuyền. Biển này là biển cảnh báo những cái sự nguy hiểm khác có thể có ở phía trước. Cảnh báo những nguy hiểm khác có thể xảy ra ở phía trước. Và đây là một đáp án.